hướng dẫn anh em chế pin cho đề watt. Cái loại này kiếm pin hơi khó nên là em mua cái đế sẵn về để chế pin cho nó 18V anh em nhé. Đây là đế Makita. Chúng ta lấy con ốc vít gỗ ấy, con ốc vít gỗ nó ấy là bắt vào cho nó dễ. Đấy, đây là bên trong của nó này, chuẩn bị hàn 40.000. Thì là có dấu âm dương đấy anh em chú ý nhé. Đấy, đen dương này. Bên tay phải là đấy, dây đỏ là dương, dây xanh là âm. Thì anh em hàn cẩn thận vào là được. Hai kèo ống giống nhau á. Đấy. Đây nó thấy nó hơi bụi. Lấy máy thổi. Sau khi nó lắp xong rồi thì ta sẽ thử. Đấy, ngon luôn. Để lắp không có pin. Thế đế pin Makita 18V. Xong. Cảm ơn anh em nhé.